Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của TG Fit. Ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu đến các bạn top 5 đội hình mạnh nhất phiên bản 1.23 này. 1. Giới Hin, Phật Sư, Vệ Sĩ. Đầu tiên, việc làm lại hệ Vệ Sĩ khiến cho những anh chàng này có thể sử dụng để đép vào đầu trận đấu rất tốt. Hệ Vệ Sĩ giờ ngoài việc tăng giáp còn được tạo một lớp giáp khi sử dụng skill. Bóc 2 Vệ Sĩ, 100 giáp. Bóc 4 Vệ Sĩ, 300 giáp. Bóc 6 Vệ Sĩ, 600 giáp. Thứ hai, các hero mạnh ở phiên bản trước như War God, Yon đều bị chỉnh sửa yếu đi trong phiên bản 11.23. Đó cũng là một điểm cộng khiến cho đội hình giới Hin và những người bạn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều ở phiên bản 11.23 này. Cuối cùng, việc dễ dàng linh hoạt trong việc kết hợp đội hình để có thể cao tờ đi các bài đam phép hay đam vật lý chính là sự vượt trội nhất của đội hình giới Hin và những người bạn. Nếu các bạn gặp phải một lobby với quá nhiều nhà chơi sát thương phép, bạn có thể kẹp 3 Phật Sư. Nếu một lobby nhiều sát thương vật lý, có thể chơi 4 Vệ Sĩ. Hoặc thậm chí, nếu lobby nhiều nhà chơi đấu sĩ hóa kỹ, có thể chơi 4 xạ thủ. Rất linh hoạt trong việc kết hợp đội hình. 2. Katarina, sát thủ, học viện. Ở đầu bản cập nhật 11.23, đội hình Katarina sát thủ học viện thực sự đã trở thành một nỗi ác mộng với bất kỳ đối thủ nào nếu gặp phải chúng. Kata gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng việc hạ gục đi các chủ lực của team bạn chỉ trong một vài nốt nhạc. Mặc dù đã bị chỉnh sửa sức mạnh một chút ở bản vá 11.23B, tuy nhiên, đội hình Katarina sát thủ học viện vẫn là một trong những đội hình mạnh mẽ và đáng chơi nhất để có thể kiếm cho mình một vị trí trong top 4 nếu các bạn muốn leo rank. Đầu tiên, phải kể đến việc bộ bài Katarina này quá khó chịu khi hầu hết các con tướng trong bộ bài này đều chỉ từ 2 đến 3 tiền, nên việc slow roll ở level 6 khiến cho chúng có thể dễ dàng lên được 3 sao. Điểm cộng thứ hai của đội hình này là chúng rất dễ dàng có thể tròn bài ở level 6, khi mà ở level 6 sẽ kích được rất nhiều những tộc hệ ngon như 4 sát thủ, học viện, tái chế và cả vệ sĩ nữa. Và cuối cùng, nếu các bạn lên được level thì việc kết hợp đội hình với bộ bài này cũng không quá khó khăn khi các bạn có thể lựa chọn 4 học viện, 6 sát thủ hoặc thậm chí là kẹp 3 thần tượng để tối ưu hóa sức mạnh của Katarina cũng như những người bạn sát thủ của mình. Lux, học viện, pháp sư. Dù hệ học viện bị giảm một chút sức mạnh, nhưng đội hình Lux, học viện, pháp sư không vì thế mà bị lép về đi quá nhiều khi mà bây giờ chúng ta có thể chơi Lux theo thiên hướng phần sát thương phép nhiều hơn bằng việc kẹp nhiều pháp sư hơn. Lý do đầu tiên khiến cho đội hình này vẫn là một đội hình ổn định ở phiên bản này chính là việc sát thương của Lux vẫn quá ổn định. Cô nàng này có thể dễ dàng clear đi hầu hết tất cả các đội hình với một combo đồ chuẩn. Và đó, nếu các bạn lựa chọn được những loại công nghệ buff cho hệ pháp sư như khiên cổ ngữ hay các loại công nghệ kích hệ cũng sẽ khiến cho đội hình này trở thành một nỗi ác mộng với bất kỳ đối thủ nào. Cuối cùng, khi các bạn có thể kiếm cho mình một anh chàng Victor 2 sao với đội hình pháp sư kết hợp với cô nàng Lux ở trong đội hình từ trước đó thì đây chính là một cặp đôi song sát có thể hạ gục bất kỳ đội hình nào. Nhà phát minh, học giả. Ở phiên bản 11.23 này, việc làm lại tộc hệ nhà phát minh khiến cho chúng không còn quá mạnh mẽ ở giai đoạn đầu trận đấu. Tuy nhiên, nếu các bạn kích hoạt được mốc 7 nhà phát minh và triệu hồi ra được rồng trắng mắt xanh thì đây chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng với tất cả mọi đối thủ. Rồng trắng mắt xanh ở phiên bản này đúng nghĩa là một cơn ác mộng khi hắn ta có thể làm choáng trong phạm vi 5 ô và làm choáng đến tận 4,5 giây, một con số quá lớn. Ngoài ra, việc linh hoạt trong sự lựa chọn đội hình ở giai đoạn giữa trận đấu như có thể kẹp thêm học giả, hóa kỹ, đánh bằng Lissandra hoặc thậm chí kẹp thêm xạ thủ, máy móc, thuật sư, đánh bằng giới Hin cũng là một điểm cộng vô cùng lớn của đội hình này. Tuy nhiên, mình khuyến khích mọi người nên hướng tới việc chơi 7 nhà phát minh vì rồng trắng mắt xanh ở phiên bản này thực sự là một con quái vật. Năm, đột biến khổng lồ. Tuy đã bị giảm sức mạnh khá nhiều ở phiên bản 11.23, với các đột biến mạnh như đột biến rừng, tăng kháng phép, giáp và sức mạnh công kích, phép thuật mỗi giây, hay đột biến khắc tinh, đồng minh chết tăng sức mạnh phép thuật và sức mạnh công kích. Nhưng nếu các bạn có cho mình đồ chuẩn cho các core hero và có được cho gát cũng như manja sớm, thì đột biến cũng không phải là một lựa chọn quá tệ trong phiên bản này. Các đột biến mà các bạn nên sử dụng chắc chắn rồi, đó chính là đột biến rừng và đột biến khắc tinh.
Thêm một điểm cộng nữa là hệ khổng lồ trong phiên bản này không còn chịu sự khống chế của tộc cảnh binh hay lốc nữa, nên cho gát thực sự là một cơn ác mộng nếu lên được 3 sao với đồ chuẩn. Và cuối cùng, nếu các bạn lên được Kai'Sa 2 sao với đồ đẹp, thì cô nàng này cũng có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng đến những đối thủ của cô ta đó. Và đó là top 5 đội hình mạnh nhất ở phiên bản 11.23. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.